dân là hướng dẫn nha. À, hướng dẫn nha. Ê chống. Cái gì vậy bà nội? Cái này nè, cái này nè, cái này đó. À. Kênh, kênh. Hồi anh đi một lớp da đầu. Trời ơi, cái đầu anh đỏ lè rồi. Ê, cái đầu làm âm thanh chữa lành nè. Trời ơi, lạnh ít dữ nhiều. Đừng chần chờ nữa, chạy đi, lẹ lên. Đây là hình ảnh chạy deadline. Ủa, cái anh giao gì vậy? Giao file. Khách hàng ơi đợi em. Còn em giao thì giao thừa. Người Nhật về nhập, người Nhật về nhập. Có một câu Nhật rất là quen thuộc. Rồi. Nói một cái lần mọi người biết liền. Nó là phải có tuổi thơ mới biết được nha. Ok. Hân gà 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 gì gì. Hâm mà gà 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 gì gì. Hân gà 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 gì gì. Hân gà 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 gì gì. Chịu hỏi Oroku đúng không? Đúng rồi đó. Hồi sinh Oroku. Siêu nhân gà. Siêu nhân gà. Hân gà 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 gì gì. Hâm mà gà gà gì gì. Hân gà 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 gì gì. Đúng rồi đó. Siêu nhân gao. Siêu nhân gao. Đúng rồi. Hay đẹp. Đúng rồi. Hay đẹp. Ủa ai biết? Ủa sao siêu nhân gao? Sohoku và siêu nhân gao là sao? Oroku là con quái vật. Trong siêu nhân gao. Trong siêu nhân gao. À người của Sohoku đâu ra? Sohoku là Hiya Hiya Hiya. Tôi đặt Hiya Hiya. Cổ bê vô mô. Cổ bê vô mô. Hút bài. Hút bài là Basin Villamy. Hút bài là Basin Villamy. Cái là Masubilami. Masubilami. Anh quá cảnh gì đâu tùm lum. Những ánh mắt thất thần, những nụ cười ngơ ngẩn. Không, đúng là tập hợp tuổi thơ. Tập hợp tuổi thơ. Năm đi Adrit, năm lên ăn với. Hết gà rồi. Này ngon quá ha. Nấu chưa? Anh lấy lửa nghề ra hâm đi chứ. Hết gà rồi. Diễn vậy chưa đủ nóng chưa? Mà diễn nãy xong tắt hết lửa nghề rồi. Còn ở đâu nữa hâm đi cưng. Đây. Trời ơi. Trời ơi, của mình ga đông lạnh luôn kìa. Cảm ơn. Sao chú? Chú thấy sao? Ngon. Nice. À ha. Đã. Đức Cà Mau về có nồi đậu. Nãy ai kêu lấy lửa nghề ra nấu giờ tự nhiên bị nguội luôn. Có thiệt nè, lửa nghề nè. Cái đó là gà. Lửa trong người đang làm tự nhiên cứ lấy lửa nghề nấu đang nấu lẩu giờ đây nguội trơn. Trời ơi. Thôi hút lại miếng ngay. Wow. Wow. Vui vẻ vui vẻ. Mấy món này ngon quá, ai chuẩn bị vậy ta? Thiết kế. Ekip á. Ekip đến từ pha may đúng không? Đúng rồi. Rồi. Không có từ đoàn mình. Không có từ đoàn mình. Tưởng này cũng menu ở đây chứ. Không có. Giá đâu rồi ta? Đây à, ai có giá? Bao nhiêu muỗng? Cho nên cứ ngập cái đó để... Có laptop topping không ạ? Dạ, cua đi. Ê, có cua. Bỏ cua vô anh Quy. Xin mời. Vô cho nó nóng anh Quy. Wow. Đó. Cà chua không ạ? À? Dạ không ạ. À. Nước lèo thôi. Nước lèo thôi ha. Múc sâu sâu xíu cho nó. Múc sâu sâu ha. Có mai cua không? Không mai cua. Nãy giờ mình hết múc là xong rồi đấy. Rồi hả? Nhưng mà khách hàng có nhu cầu mà như hổ hoài. Hỏi hoài. Bây giờ dạy mấy nhân viên bán cà phê ở nhà vậy? Nói gì vậy? Hả? Nói gì không nghe? Để em nói là dạy mấy đứa nhân viên ở nhà bán cà phê phải hỏi khách nhiều nhiều vô. À, quá đồ bán hả? Ôi, đừng nói câu gì nữa nhá. Yeah. Hỏi càng nhiều là khó càng chốt đơn á. Thì hả? Dạ. Yeah. Về chúng bắt được nền không? Có ai nước lèo đó không? Dạ có. Bây không hỏi nữa. Nhiều. Dạ cà chua. Nhiều. Nhiều là nhiều. Cà chua rồi. Cái nhiều. Rồi hết. Không hỏi nhiều. Cà chua nước. Ok. Nước lèo. Cho em ê hề ê hề. Rồi em để hề một tô order ê hề hả? Dạ đừng có tôm thôi. Không tôm, không có tôm để em ăn luôn em ơi, hết rồi. Anh bỏ càng vô kìa mấy chồng. Cái càng ha. Cho cua vô. Cho cua vô nè, trụng cho em nè, hãy chơi với chị nghiệp. Đi anh đi hết đi ông Nguy. Đúng hết. Dạ đúng rồi. Yên tâm, anh đun hết cho em. Nó còn nguội chưa nóng được đâu anh. Nóng lắm, trời ơi, phỏng lũ đó. Được không? Vậy nước lèo trước đi cho em nhắm. Rồi nước lèo ha. Ớt không? Đầy đủ.
Rồi á. À, rồi á. À. Gì vậy? Vậy đổ cái tay. Cái con heo đâu con heo này nó chưa chín. Biết sao có hai quả cập kèm. Mình phải vất vả lắm nó có miếng ăn này chứ thấy mà nó ngon quá trời. Ừ. Rồi Hải miệng nó húp luôn nè. Cá thủ luôn á. Đây, của anh. Còn một phần cua của cầu mai ở đâu mà. Anh đúng luôn nè. Không. Vô đi, vô đi. Rồi, tắt luôn đi em ơi. Nghèo, nghèo, nghèo mở rồi. Ai ăn nghèo, ăn nghèo. Hiếu ăn hết vậy Hiếu? Dạ. Em ăn hết vậy? Đâu, hồi nãy em ăn nhiều rồi vậy. Từ đó giờ mọi người đã thấy vác lúa, vác gạo, vác hơi. Lần đầu tiên thấy vác xe đúng không? Trời ơi, xe có nhạc. Đấy, bây giờ mình phải biết mình đi tới đâu chứ. Đấy, đi đâu, đi đâu? Đi đâu? Thế xe đạp nào mà quay được không chưa? Đường Hồ. Quay đều, quay đều, quay đều, quay đều. Đường Hồ Chí Minh, điểm cuối Cà Mau. Km 2436. Em biết cái chỗ này, đi chang luôn. Về phát 1 tờ thôi, phát 2 tờ. Em biết chỗ này luôn hả? Đâu lúc mà vô là em thấy rồi. Ủa dạ? Ngay đầu cổng. Ôi nhạc luôn nè. Hồn quá. Ông thu âm đúng. Đường Hồ Chí Minh, điểm cuối Cà Mau. Trời, lên nhà anh ơi. Lên, đi. Rồi đi trước đi nha. Hồn quá. Hồn. Cái gì vậy? Quá. Ủa, em bị bắt lại rồi. Ủa, thấy chưa? Giao thông rồi, giao thông dịnh. Chứ gì nữa? Giao thông dịnh em hả? Chứ mà xe mà đổ lo, đổ kèn chứ đâu có được. Anh sao anh đi xe đạp, anh ý kiến quá. Xe đạp làm gì có hệ thống. Để nhạc cho nó vui có sao đâu. Đừng có nút, đừng có bấm cái nút của đường rồi. Nó đụng vô. À là cái này đó hả? Cái chưa Hiếu bự quá làm chi rồi giờ ngồi đụng hoài. Không, không sao đâu. Thôi được rồi, bây giờ biết cái nút rồi gì. Rồi, thì không bấm thôi. Thôi. Tắt thôi, tắt nhanh mà. Lên đi. Chưa, mình chưa có được đây. Wow. Bị thua. Tốc độ quá. Cái xe này ngồi thốn quá đi. Thôi bây giờ mình nhích đi. Thôi xe lăn xe lăn. Sao mà cái em như cái em ngựa vậy? Sao cái dáng mà như cái dáng kinh công vậy? Trời ơi, cuộc đua vô cùng ác liệt. Bốc đầu rồi. Bốc đầu. Ui, cuộc đua vô cùng ác liệt. Giờ sao đi? Cái nó gãy rồi. Trời. Cái gãy rồi. Gán đi. Trời ơi. Sao ta? Hồi nãy là do anh bắn súng đó Hiếu. Em mới té xe đó. Biết chơi mới được chơi game á, đi xe rồi đó. Có đạn có súng bắn. Anh đi được rồi nha. Quay mất đi được rồi. Trời ơi, mình đang đua với thời gian kìa. Quá đang đi đó ngủ hả? Đúng rồi. Mình là thời gian. Chạy đi. Qua qua qua. Đối thủ của mình là Trường Giang chứ bộ. Chạy thôi, chạy đi, chạy đi. Không kịp nữa rồi. Lấy cái cú kim đập cái con này coi. Chạy dữ vậy. Trời ơi, được rồi. Dưới anh Nam rồi, giờ lấy cái xảo số anh Nam ra. Đâu có đâu, hình như là mình đang đua với thời gian á. Có, đang tính giờ mà. Tính giờ hả? À? Ủa hình như... Để kìa kìa, sao nó đang đua với thời gian kìa. Ôi, ơi, chạy đi. Đi, đi, đi. Chạy đi. Đừng chần chờ nữa, chạy đi, lẹ lên. Hình ảnh, chạy deadline. Ủa, cái anh giao gì vậy? Giao khoai. Khách hàng ơi đợi em. Còn em giao thì giao thừa. Có nhạc nữa. Nhạc luôn, đúng rồi. Tặng tiếng tấu lên. Tụi giao nhau nè. Chạy đi, chạy đi. Chạy. Rồi. Mấy anh ơi. Mấy anh ơi, em chạy không nổi nữa luôn. Con em đánh mệt quá. Ôi ráng đi con. Rồi chúng ta sẽ có một cuộc sống khác. Giờ con thấy sao? Con nó khóc. Con vẫn mệt lắc đầu quá trời nên thôi. Con em nó khóc. Mình cứ đi làm tàn ha. Con tôi cứ đánh luôn.
Sáng. Hay là sáng nắng rồi. Trời ơi. Con em mệt quá rồi. A few moments later. Anh ơi. Anh. Cho em đi ké được không? Tụi em đi bộ mỏi chân quá. Đây, phải đi ké. Chạy luôn rồi kìa. Anh vồ ra anh chạy luôn rồi kìa. Đó, đó, đó. Cái kìa đó. Cái... Ờ kìa, kìa, giống cái hồng thư kìa. Mà còn xa quá không anh em ơi. Hôm nay mình tấp vô làm cái lẩu cua không? Quá. Xong rồi em giao lưu cho chút xíu mà anh chạy dữ vậy. Những phút mệt gì anh em mình làm gì cho bớt mệt ta. Hát đi. Hát đi ha. Ủa, hát bài gì? Nghe nói đường đi xa quá, đến trắng kịp tới nơi tập kết. Ngày chi đường xa không tới, về để nói với nhau mấy lời. Nói với biên tập á. Nói với biên tập á. Là cho đi ít lại, đúng không? Cút ngăn khoảng cách lại xíu. Cuối cùng quê. Đi chung nhau quê. Anh em mình à. Không còn tinh thần hơn thua nữa. Vô thường lắm nhờ, hơn thua với nhau làm gì đúng không? Wow. Mệt quá. Mệt quá. Còn khát nước không anh? Ê, em? Bây giờ ở đây có nước biển này uống không? Chứ làm gì có nước gian đường. Mấy anh vô gọi đầu mà dưỡng sinh nào mấy anh ơi. Ủa? Đầu dưỡng sinh. Ôi. Ờ em gái. Ờ. Sao mà dọc đường? Dưỡng sinh không? Để đây, để đây. Muốn đầu dưỡng sinh không anh? Để đây. Đầu dưỡng sinh nha. Đâu? Đầu dưỡng sinh. Để coi hai chị làm sao nha. Đầu dưỡng sinh, đầu dưỡng sinh nha. Dưỡng sinh nha. Ê chống. Cái gì vậy bà nội? Cái này nè, cái này nè, cái này nè. À. Kinh, dạo kinh. Thôi cho anh đi một lớp da đầu. Trời ơi, cái đầu anh đỏ lè rồi. Đây, cái đầu làm âm thanh nha, chữ lành nè. Trời ơi, lành ít dữ nhiều nha. Anh xúc lại, xúc lại. Chữ lành. Chưa, cho anh chữ lành. Ơi, cũng nhữ lắm nè. Nắng chưa chưa vậy mà nó nằm. Trời ơi. Tới âm à chị ơi, à, ở đây mình của anh gọi đầu dưỡng sinh, anh chịu sao? Anh chịu sao? Ở đây mình có gọi đầu dưỡng thai. Ở đây mình có gọi đầu dưỡng thai. Đó, hai em sao đâu chị dưỡng cho em. Em thai kỳ được 2 tuần rồi. Ủa chạy chạy chạy. Không còn tinh thần hơn thua nữa. Vô thường lắm nhờ, hơn thua với nhau làm gì đúng không? Trời ơi. Má giờ cũng mạng rồi. Đứng lại. Ủa sao xin nhân gao? Sô-cô và xin nhân gao là sao? Oroku à. Là con quái vật. Trong xin nhân gao. Trong xin nhân gao. À người cô hả? Đâu ra? Sô-cô là hay da hay da hay da. Cô đạp. Cô đạp. Cô đạp. Cô đạp. Cô đạp. Cô đạp. Hút bài. Hút bài là bát xin là mây. Hút bài là Basubilami. Cái là Basubilami. Basubilami. Anh quá cảnh gì đâu tùm lum. Những ánh mắt thất thần, những nụ cười ngơ ngẩn. Không, đúng là tập hợp tuổi thơ. Tập hợp tuổi thơ. Ngâm đi Adit, ngâm lên ăn với. Hết gà rồi. Này ngon quá ha. Tớ chưa nấu. Chưa.